Thanh Huyền và đầu bếp Hiền Ninh xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, đã từ rất lâu rồi, những món ăn vặt được chế biến từ khoai mì được rất nhiều người ưa thích, không những là chỉ con nít đâu mà người lớn Huyền thấy cũng thích luôn chị Minh ha. Đúng rồi. Nhất là cái món bánh khoai mì nướng đó. Huyền không biết tại sao mọi người lại thích cái món đó đến như vậy hả chị? Nó có một cái độ dẻo và nó lại rất là thơm. Đúng ở trong rồi. Đó cái nguyên liệu mình trộn vô thì nó làm cho cái bánh của mình hấp dẫn hơn nữa. Thực ra là lúc còn ở ngoài Bắc á, là Huyền thích ăn gọi là củ sắn đó chị. Củ sắn luộc lên và chấm với lại muối thôi. Nhưng mà đến khi vào đây Huyền bắt đầu quan sát nha. Thấy ở hai bên đường này hay có những cái xe bán những cái bánh khoai mì con nướng thơm phức. Rồi đi vô những cái nhà hàng lớn bán bánh lớn cũng có những cái ổ bánh khoai mì. Vậy thì hôm nay không biết là chị sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả cái loại lớn hay là cái loại bé như vậy ha? Mình sẽ làm một cái ổ lớn chị, xong mình sẽ cắt miếng ra. Để làm cái phần bánh khoai mì mình sẽ cần là 1 kg khoai mì, 250g đường cát, 600g nước cốt dừa, 150g bột năng. Còn sữa đặc thì mình sẽ phải sử dụng đó là khoảng chừng cỡ 150g đến 200g, khoảng nửa hộp sữa của mình. Bơ thì mình sử dụng khoảng chừng 80g. Còn trứng gà thì là hai trái rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình mài cái khoai mì ha chị ha. Mình sẽ sử dụng cái đồ mài nào mà nó có cái lỗ nhỏ như vậy nè. Thì khi mình mài nó sẽ làm cho cái khoai mì của mình nó được mịn. Khi mua những cái củ khoai mì á, thì chị Huyền sẽ thấy là mình luôn luôn lựa những cái củ cái đầu nó to mà cái đầu nó nhỏ lại như vậy. Thì cái lượng tinh bột nó sẽ nhiều. Còn có những cái củ mà nó dẻ cứ ốm ốm dài dài thì nó cứ ốm dài dài thì nó lại cái lượng tinh bột nó không nhiều bằng. Mình nên lựa cái củ to. Đúng rồi, củ to để mình làm bánh của mình thì nó sẽ ngon hơn. Cứ nghĩ là khó nhưng mà đến khi nạo thế nó cũng không phải là quá khó đúng không chị Minh? Nhưng mà cái tay mình có phải khỏe lắm không? Đâu Huyền thử nạo ở nhà nếu mà chị không có cái đồ nạo thì chỉ cần cắt nhỏ ra bỏ vào máy xay sinh tố, nhưng mà mình phải cho nước vô. Mình xay ra thì xong rồi đó mình sẽ phải lắng và mình chịu khó mình vắt cái nước. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái vải mùng như vậy ha chị ha. Để mình vắt cái khoai mì mình sẽ vắt từ từ từng phần một ha chị, để cho nó thật là khô. Mình tính nó lại như vậy. Chị thấy không? Nó sẽ ra cái phần nước như vậy. Và mình phải nhớ là phải để lắng cho nó lại mình lấy lại cái phần bột bên dưới nữa ha. Mình lãng phí đúng không? Cái tinh bột đó mới là ngon đó. Đúng rồi, nó rất là ngon. Mà nếu mình bỏ đi cái bánh mình không còn thơm nữa. Thì mình cứ vắt như vậy là cho đến khi hết tất cả những cái phần khoai mì mình đã mài ha chị. Chị Huyền thấy không? Bây giờ mình đã vắt hết tất cả và nó khô ra như vậy nè chị. Đúng rồi. Nó phải thật là khô như vậy thì chị trộn tất cả cái hỗn hợp bột vô. Vừa nãy Huyền cũng thấy chị lắng xong là lấy cái bột, lúc đó thì nó cũng đã thành một lớp bánh ở bên dưới á. Mình trộn lại vô đây đúng không chị? Trộn lại vô hết. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho từ từ tất cả các nguyên liệu của mình vô. Thì cái đường mình sẽ cho vô trước. Và ở đây là bột năng, mình cũng cho vô luôn. Trộn đường và bột năng trước. Đúng rồi. Tại vì cái hỗn hợp nó đang khô á chị. Thì mình sẽ trộn hai cái phần này vô, nó sẽ làm cho mình dễ trộn hơn. Thì chị lấy cái tay của mình sẽ trộn đều nó lên. Mình trộn nó lên như vậy nè chị ha. Mình dùng tay thì mình mới bóp nó mới đều ra được. Còn nếu mình dùng bằng những cái vá mình trộn á thì nó sẽ không có tan được hết tất cả những cái phần bột và cái phần khoai mì của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vô đây ha chị ha. Mình sử dụng là khoảng 600g nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì mình có thể sử dụng là nước cốt dừa mình vắt từ dừa nạo của mình ra, hoặc là mình có thể là mình sử dụng là cái nước cốt dừa lon đều được hết, nhưng mà sử dụng cái nước cốt dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn. Bây giờ là mình có thể dùng vá để đào được rồi nè. Dùm cho mình cái phần bơ trứng ra. Còn ở đây mình sẽ cho cái phần bơ. Bơ thì chị nhớ là mình sẽ phải để cho nó thật là mềm như vậy. Chứ mình không có để cứng. Nếu trong trường hợp mà nó còn cứng thì mình sẽ làm cho nó chảy ra rồi mình cho vào lò một chút. Đúng rồi, cho vào lò. Trứng là mình lấy cả lòng trắng cả lòng đỏ hả chị? Mình lấy luôn hết lòng trắng lòng đỏ luôn chị. Dần dần là hoàn tất rồi đó. Thấy gần hết nguyên liệu rồi nè. Đơn giản hả chị ha? Nhưng vẫn còn sữa đặc đó nha. Rồi bây giờ sau khi cái hỗn hợp mình trộn nó đã đều hết lên rồi thì cuối cùng mình sẽ cho cái phần sữa đặc vô ha chị Huyền ha. Sữa đặc là mình cho hết cái phần đó là khoảng chừng nửa lon sữa đặc như chị nói ngay từ đầu.
Ồ, nhưng mà Huyền có một cái thắc mắc nè, là thực ra là bánh khoai mì thì cũng cái nguyên liệu chính là khoai mì, vì thế nó có cả nước cốt dừa rồi, nó cũng đã có cái độ béo nhất định rồi, tại sao mình phải cho thêm sữa đặc? Cái sữa đặc thì nó sẽ có thêm được cái mùi thơm của sữa chị. Và khi nướng lên thì nó sẽ làm cho cái khoai mì của mình nó được thơm và ngon hơn. Bữa nào chị Huyền cứ thử một lần mình nướng không có sữa đặc đi. Cái bánh nó sẽ khác rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ múc cái phần sữa đặc này vô ha chị. Huyền cũng từng sử dụng rất là nhiều loại sữa đặc, nên Huyền thấy mỗi một sữa nó có cái màu khác nhau và cái độ đặc, đậm đặc nó cũng khác nhau chị ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà riêng cái hộp sữa này là Huyền thấy cái màu nó vàng nè, nó vàng và nó lại còn đặc sánh nữa, rất là thơm ha. Tất cả cái hỗn hợp mình đã trộn đều lên hết rồi này chị Huyền. Dạ. Bây giờ mình chỉ cần mình đưa vào lò nướng thôi. Khi nướng cái phần bánh khoai mì này mình cần là 90 phút và cái nhiệt độ của nó là khoảng 180 độ C. 180 độ C. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái phần bánh khoai mì đã nướng rồi chị Huyền. Tại vì bánh mình phải để nguội mình mới cắt được. Dạ. Wow, sau khi nướng là nó sẽ thành một cái tảng bánh hình chữ nhật như thế này. Đúng rồi, cái này thì mình đã nướng sẵn. Bây giờ thì mình sẽ cắt, mời chị Huyền dùng thử ha. Dạ. Không, nhưng mà Huyền muốn hỏi chị Bình một chút nè. Thế là khi mà nướng bánh á thì làm thế nào để cho mình lấy bánh dễ? Khi mà nướng thì đối với bánh khoai mì thì được một cái là mình sử dụng nước cốt dừa. Nó cũng có độ béo, bơ nó cũng có một cái độ béo. Thì nó sẽ làm cho cái khuôn mình nó tự tróc bánh ra. Một cái lưu ý là khi mình nướng cái độ dày, mình không có quá dày, nó cỡ vừa như vậy thôi. Hoặc là chỉ dày hơn một chút, nếu mình đổ nó quá cao như vậy thì mình sẽ làm cho cái mặt ở trên nó vàng hết, nhưng mà ở dưới nó chưa có kịp chín và nó không có một độ cái chín lại. Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng là chúng ta cùng thưởng thức xem mà nó ngon đến như thế nào. Bây giờ mời chị nè. Mời chị Huyền. Về lại tuổi thơ, cầm tay ăn luôn ha. Rất là thơm, dẻo đấy chị. Cái mùi của sữa đặc ha chị ha, nó làm cho dậy cái bánh của mình hơn nhiều. Đúng rồi, nó có cái mùi thơm hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu mà Huyền làm, Huyền sẽ bớt đường đi một chút, vì là Huyền là người hơi sợ mập một tí xíu. Cho nên là Huyền chỉ cần cái lượng sữa đặc đó thôi, còn đường bớt đi. Hôm nay thì chúng ta đã được chị Huyền Minh giới thiệu công thức để làm một cái món bánh mà Huyền tin rằng quý vị và các bạn đã từng ăn món bánh này rồi. Tuy nhiên là tự tay làm thì không phải ai cũng có điều kiện làm, đúng không ạ? Ngay sau đây thì mình sẽ thực tập đi, và Huyền tin là quý vị và các bạn sẽ tự tay làm được những món bánh rất là ngon cho chồng, cho con và cho tất cả những người thân trong gia đình của mình. Chúc quý vị và các bạn thành công. Và đến đây thì Huyền xin cảm ơn chị Huyền Minh rất là nhiều nha. Và mong rằng chị sẽ cho khán giả cũng như là cho Khánh Huyền nữa những cái công thức nấu ăn thật là tuyệt vời. Đến đây thì Khánh Huyền và đầu bếp Hiền Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.